Vâng, chào tất cả các bạn. Hôm nay Nam đang quay trước Dick và Nam chọn là một thời điểm tối rất là đẹp, cũng là tối hơi mờ mờ tối một tí. Nam quay trước mặt các bạn đó là chính là chiếc xe máy điện Iman Dick màu bạc xanh hay gọi màu xanh bạc. Thì đây là cái bộ đèn trước Nam đã bật đèn sáng, các bạn nhìn thấy đấy. Đây chính là ngày buổi tối đẹp như thế nào nhá, các bạn nhìn thấy. Các tạp âm bên ngoài nó hơi ồn một tí mà không sao. Chiếc Dick này thì lúc là 5 bình ắc quy. Có được di chuyển một lần sạc lên đến là 80 km, một tối đa là đấy là 60 km một giờ. Và nhìn nó mùa hè này, đây là toàn đầu đèn Dick. Nên mình quay tổng thể hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của xe điện Bảo Nam và theo dõi nhiều hơn. Này có một nút xin vượt, cái nháy đèn vượt bấm vào đây, anh nhìn nhé, bấm vào đây là cái nháy đèn, đây mình chưa bật đèn lên, chưa bật điện. Còn bên này đây, đây là ổ khóa của xe, đây là khóa của xe, đây là mặt đồng hồ, trên tay phẳng là